nhận thức rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5 có thể đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng, nhà máy A32, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân đã huy động lực lượng, phương tiện phòng chống mưa bão tích cực chủ động. Nhà máy đã huy động lực lượng cao nhất để sơ tán, vận chuyển trang thiết bị, máy móc, máy bay về khu an toàn. Đồng thời, các cơ quan, phân xưởng chủ động chặt, tỉa những cành cây to, hạ các hệ thống khẩu hiệu, pano, bảng biển. Các nhà ga, nhà kho, bến bãi, khu sản xuất đều được cán bộ công nhân nhà máy A32 gia cố, chằng néo bằng các thiết bị dự trữ chuyên dùng cho phòng chống bão. Tôi dùng cáp, tăng đơ để chằng néo những cái cánh cửa mà thường xuyên mà lôi dắt máy bay vào, rất có nguy cơ bị gió bão nó thổi vào bên trong. Thì trong cái quá trình chống bão thì chúng tôi sẽ néo cáp và tạo một cái độ căng nhất định để giữ cố định được cái khung cánh cửa nó an toàn so với những cái cơn bão rút kinh nghiệm, những cơn bão những năm trước. Đối với những cái mái tôn mà dễ bay dễ ấy thì chúng tôi dùng những cái ghim, cái kẹp, những cái néo để chúng tôi ép bằng các cái móng ngựa chuyên dùng chống bão thiết thực nhất hiện nay mà nhà máy đã trang bị. Chúng tôi có những khi mà cấp thiết để sử dụng cái đấy, xong bão thì chúng tôi lại thu lại để chờ tiếp những cái cơn bão kế tiếp. Với nhiệm vụ sửa chữa máy bay phản lực chiến đấu, phục vụ các đơn vị trong quân chủng phòng không không quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhà máy A32 có hàng chục kho tàng, khu sản xuất, xưởng sửa chữa. Đặc biệt, nhà máy có hàng nghìn linh kiện, máy móc, điện tử, cơ học cần được bảo quản, bảo dưỡng khô ráo, chống ẩm mốc. Chính vì vậy, với phương châm 4 tại chỗ, lãnh đạo chỉ huy nhà máy thường xuyên truy cập và thông báo tình hình bão số 5 đến từng cơ quan đơn vị, tập trung con người, phương tiện cao nhất để phòng chống bão. Chỉ trong ngày 17 tháng 9, nhà máy đã chằng néo, gia cố gần 8.000 m2 nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, sơ tán các máy bay và gần 1.000 tấn vật tư trang bị về nơi an toàn. Qua được cái dịch Covid 15 ngày, thì hôm nay lại tiếp tục đón nhận cái tin cơn bão số 5. Căn cứ vào các cái chỉ thị mệnh lệnh của các cấp quân chủng, cục kỹ thuật, nhà máy chúng tôi đã triển khai các cái nhiệm vụ xây dựng kế hoạch. Và hôm nay thì cán bộ công nhân chúng tôi đang triển khai nhiệm vụ khẩn cấp để chống bão. Chúng tôi xác định đây là cơn bão lớn vào khu vực miền Trung Tây Nguyên. Vì vậy nên là chúng tôi cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã rất tích cực phòng chống, sơ tán toàn bộ các cái trang bị khí tài, máy bay, trang bị vũ khí về cái nhà ga chống bão. Các ông chí cũng nhìn nhận thấy đây là một cái nhà ga chống bão có cái máy dàn không gian có thể chịu được cơn bão cấp 15. Chúng tôi cũng đưa toàn bộ các cái cán bộ công nhân ở khu tập thể, khu gia đình về những cái vị trí an toàn trong ngày hôm nay và ngày mai với cái công việc tích cực từ các cái mái nhà ga đến các cái trang thiết bị thì chúng tôi sẽ hoàn tất trong buổi sáng hôm nay để đảm bảo an toàn cho trang thiết bị cũng như con người. Tiếp tục sau khi hết bão chúng tôi sẽ tiếp tục nhanh chóng thực hiện tiếp nhiệm vụ. Đối với kho tàng, các cái nơi mà chúng tôi đã củng cố chắc chắn thì chúng tôi đưa các trang bị khí tài quý hiếm về những cái nơi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đối với những cái trang bị khí tài cũ để ở những cái vị trí nhà ga, nhà vòm chưa được nâng cấp, chưa được đảm bảo an toàn tuyệt đối thì chúng tôi cho niêm cất, bao gói, che đậy để đảm bảo tuyệt đối không bị hỏng hóc trong quá trình mưa bão. Với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và khí tài trang bị, chống bão như chống giặc, nhà máy A32 đã chủ động bám nắm chỉ đạo của trên, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão số 5, tích cực khẩn trương, chủ động trong phòng chống. Đến nay, các hoạt động phòng chống bão của nhà máy đã cơ bản hoàn thành. Lực lượng cơ động, ứng phó của đơn vị sẵn sàng làm nhiệm vụ khi bão đổ bộ vào Đà Nẵng, hạn chế thấp nhất những hậu quả do cơn bão gây ra.